Pokemon Go! Go, 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 go! Pokemon Go! Go, 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 go! Pokemon Bơi! Ale, ale, ale! Pokemon Bơi! Ale, ale, ale! Rồi! Buổi phát thanh mũ xanh C8 dành cho trẻ mẫu giáo. Bài C8 cũng là bài cuối cùng đấy các bạn ạ. Những bố mẹ nào có con ở tuổi mẫu giáo thì chú ý nhé. Thực tình cho đến bài C7 thì em ơi cũng đã dạy hết mọi chuyện rồi. Cho nên hôm nay thì cố gắng là nói chuyện vui vui một chút thôi. Pokemon Go. Vâng, bây giờ thanh niên đang sôi nổi bắt Pokemon. Đã có những dịch vụ chở xe đi bắt Pokemon. Thế nhưng mà nhỡ Pokemon nó mà thế nào nhỉ? Pokemon nó mà xuống bể bơi làm nào? Pokemon mà nó xuống sông thì làm sao? Pokemon mà xuống chỗ có nước thì mình biết làm nào bây giờ, làm sao mà không học bơi, làm sao bắt được đây? Có lẽ sắp tới em ơi phải đề nghị là Pokemon ra chỗ có nước để cho tinh thần học bơi nó lên cao. Rồi, bài C8 như vậy là dành cho trẻ mẫu giáo. Chúng ta đã học hầu như hết, không còn cái gì nữa. Đúng không? Buổi như đã hứa với các bạn là trong vòng khoảng 8 buổi là có thể gói gọn chương trình cho trẻ mẫu giáo. Trẻ mẫu giáo, nhắc lại, chúng ta về lứa tuổi từ 19 tháng tuổi trở lên cho đến dưới khi đi học tiểu học. Vào thời điểm này, trẻ đã mất khả năng bơi lội bẩm sinh của trẻ sơ sinh. Tức là mất khả năng tự động nín thở khi nước đổ lên đầu, hoặc hoạt động chuyển động, đáng nhẽ là chuyển động từ tốn chậm rãi khua chân quả tay, thì một là quá tăng động, nghịch, quá nghịch, hoặc là quá sợ hãi, sợ rúm lại, không dám làm gì nữa, đúng không? Khóc, nhiều khi tắm cũng đã khóc rồi. Thế thì trẻ mẫu giáo vào cái lứa tuổi đó lại còn được chia ra làm hai giai đoạn, tức là từ 19 tháng tuổi cho đến 4 tuổi, trước 4 tuổi, và từ 4 tuổi cho đến trước khi đi học. Tại sao lại chia như vậy? Bởi vì từ 19 tháng tuổi trở lên cho đến dưới 4 tháng thì chúng ta dạy nó vừa phải thôi. Bé cũng hoạt động vừa phải, còn bắt đầu từ 4 tháng tuổi trở lại, 4 từ tuổi trở lên cho đến gần 6 tuổi trước khi đi học thì ta có thể dạy nhiều gần như là các hoạt động của tiểu học. Mặc dù là trên tiểu học thì chúng ta sẽ dạy bơi tự cứu nó dễ hơn, tức là nó kỹ hơn, và sau đó chúng ta dạy các cái chuyển động nó kỹ hơn. Nhưng mà với tuổi, không biết hôm nay có bao nhiêu bạn nhỉ, sao thấy like nhiều thế, hay là động viên đây. Rồi, thế thì chúng ta biết rằng tuổi mẫu giáo là cái tuổi khó bơi, bởi vì thứ nhất mất phản xạ bơi lội bẩm sinh, cái thứ hai là trẻ không nghe lời người lớn và chỉ thích làm theo cái ý của mình, đúng không ạ? Chúng ta có thể ra lệnh, nhưng bé chả làm đâu, bé cứ làm theo ý bé thôi. Vậy thì cách mà chúng ta dạy cho trẻ sơ sinh là thế nào ạ? Chúng ta phải chơi với bé thôi. Chơi với bé, thứ nhất là chơi, là bạn, đúng không? Chứ không phải là bề trên, không phải là cô giáo, không phải là người ra lệnh, đúng không? Chúng ta phải chơi với bé. Vậy chơi với bé bằng cách nào? Thứ nhất là bằng các trò chơi, đúng không? Trò chơi với nước ấy, chúng ta tạo ra các trò chơi với nước. Còn chơi với nước như thế nào thì em ơi đã nói rồi, đúng không? Các cái trò chơi ngoài ra thì trên nguyên tắc là như thế, thì chúng ta phải sáng tạo ra các cái trò chơi khác nhau. Để dạy cho bé biết cách kiểm soát hơi thở, đúng không ạ? Kiểm soát hơi thở tức là rơi đầu xuống nước thì phải nín thở, hoặc là thở ra,
Dạ dạ đúng không? Thế rồi thì không sợ nước bắn vào mặt, vào mắt, vào tai, vào mũi, tức là gội đầu không vấn đề gì, gội đầu vui vẻ đúng không? Bạn Thu Hằng có bé Suri ở trong Đà Nẵng ấy, bé không biết là ba bốn tuổi gì đấy, thế bây giờ tắm vòi hoa sen rất là tuyệt vời, cho đầu vào vòi sen tắm thôi, vui vẻ thoải mái thôi, rồi thì tập thở với bát nước cũng vui vẻ, rồi phun mưa rất là vui ạ. Thế thế thì chúng ta vẫn một trò chơi, sau đó rồi chúng ta phải có các bài hát, bài hát như là bơi vừa hát đấy, bơi 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 tự tin lên hỡi bạn ơi, bơi 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 tận hưởng vui cuộc đời. Thế rồi thì rất nhiều bài hát khác. Cảm ơn Như Cường nhá. Qua các bài hát ạ, qua các bài thơ ạ. Bài thơ thì em ơi có em trên trên em ơi.vn thì có một cái chuyên mục gọi là dạy trẻ học bơi bằng các bài hát, các bài thơ có sẵn đây rồi. Ví dụ như là các bài hát được chế theo các cái bản nhạc của nước ngoài, nó dễ dễ hát ạ. Mà em ơi đã hát vài lần cho mọi người cùng nghe. Đấy thì học bơi có các trò chơi, học bơi có các bài hát, học bơi có các bài thơ, rồi học bơi có các câu đố á, đúng không ạ? Rồi phải học, phải tạo cái sự tò mò chú ý của bé, và chứ không chúng ta tất nhiên là bé mà 3 4 tuổi thì khó, nhưng mà bắt đầu từ 4 5 tuổi thì chúng ta có thể đố được rồi. Thế hoặc là chúng ta gợi cái cảm hứng học bơi của bé bằng cách là cho bé nghịch với nước, và thỉnh thoảng là chúng ta hỏi những câu hỏi là tại sao quả bóng này bố dìm xuống nước mà nó không chìm, đúng không? Có một quả bóng nhựa ở đây ta ấn xuống xong ta thả lên xem nó có chìm không. Rất nhiều trò chơi để cho bé chơi với nước, và khi bé chơi với nước thì bé không sợ nữa, bé quên rằng là bé sợ nước đi. Chứ có nhiều người cứ ra lệnh con khóc thét lên thì bố cứ quát, rồi mẹ cứ mắng chẳng hạn, con mà không học đi thì sau này nhỡ chết đuối thế nọ thế kia, dọa thế là không được, đúng không? Thế thì chúng ta đã dạy, nói chung là cái cách dạy là như thế, và buổi học bao giờ nó cũng phải vui, tức là lúc nào học cái gì cũng thế thôi, vui thì nó dễ vào. Các bạn cứ tưởng tượng xem, các bạn đến lớp, bây giờ các bạn lớn rồi nhưng các bạn đi học bơi, gặp ông thầy, tất nhiên nếu ông thầy các bạn trả tiền đúng không thì ông không dám mắng đâu, nhưng mà nếu mà các bạn phải đi học để mà bơi, mà để qua coi như một chứng chỉ, thì các bạn dù có nộp tiền vào hay không nộp tiền vào thì ông thầy mắng thôi. Ví dụ như học bơi trong đại học ấy chẳng hạn, nhưng mà bảo phải thi xong bơi rồi mới cho môn này môn kia thì chắc chắn là các thầy quát cho chết thôi, và các bạn phải im thìn thít thôi, chả thích đâu nhưng mà đành thế thôi. Thế thì con mình nó cũng như vậy thôi, tức là ở đây hôm nay chẳng có cái gì mới về kỹ thuật đâu, mà nói xem là cái cách dạy bơi như thế nào cho trẻ con cho nó tốt ạ. À, rồi 8 phút rồi. À, tức là phải tạo ra các trò chơi, tạo ra các bài thơ, tạo ra các bài hát, tạo ra các câu đố, mọi thứ thì em ơi có sẵn ở trên em ơi.vn rồi, mọi người chịu khó vào đấy mà xem thôi. Thì xem ra thì cho đến nay thì là em ơi up khá nhiều bài học lên YouTube, lên evoi.vn, nhưng mà số người xem thì cũng chẳng đáng bao nhiêu. Thế mà bây giờ thì mùa hè sắp đến rồi, hết rồi đúng không? Các bé tiểu học, các bé mẫu giáo, chắc có khi mẫu giáo thì chưa, nhưng tiểu học đã bắt đầu phải học hè rồi. Một mùa hè thì trôi nhanh, rất nhanh, và cuối cùng chúng ta nếu em ơi thì với tinh thần là cứ làm, cứ up lên để đấy giống như một cái kho để mọi người có thể vào xem lúc nào thì vào. Tuy nhiên rằng một thời gian thì nó cứ trôi thôi, hôm nay thì thứ hai, thứ sáu, tuần sau lại thứ sáu, xong lại tháng 8, xong lại tháng 9, tháng 10, tháng 1, tháng 12, hết năm đến nơi rồi mà chúng ta vẫn không học bơi được, đúng không? Có những bạn học bơi từ năm này sang năm khác, em ơi biết, mà cho đến có khi năm sáu năm nay vẫn chưa bơi được, mỗi có cái gì đâu bơi tự cứu đúng không, thế này không bơi được. Thế thì cái khả năng kết thúc công nghiệp của người Việt Nam nó rất là kém. Trong cuộc sống như thế thôi, nếu mà chúng ta không quyết tâm làm cái gì thì nó không thay đổi đâu.
mọi sự thay đều đổi đều phải đến bằng cách là chúng ta phải cố gắng làm tận cùng. Thế thì dạy con tập bơi cũng thế thôi, các bạn cứ hỏi rằng là bao nhiêu lâu thì biết bơi, nhưng biết bơi để làm gì? Bởi vì là cái hoạt động bơi nó giúp cho chúng ta bốn việc. Một là vui, vui vẻ, đúng không? Bơi, môi trường nước rất là tốt. Cái thứ hai nữa là nó rất là khỏe mạnh cho đủ thứ, đúng không? Không chỉ bơi đâu mà xuống nước là vui vẻ, nghịch nước là vui vẻ. Vậy sau đó là nghịch nước rồi bơi là mạnh khỏe, đúng không? Chúng ta biết bơi lội nó tốt như thế nào rồi, không cần quảng cáo nữa. Rồi thì là bơi có an toàn không? Bơi giúp chúng ta một phần nào đó an toàn. Bởi vì trong những trường hợp chỉ học bơi tự cứu thôi thì cũng đơn giản giúp cho chúng ta không bị đuối nước, hoặc là cái nguy cơ của đuối nước của chúng ta nó ít hơn. Thế rồi thì mưu sinh, một cái việc mà chúng ta chả bao giờ nghĩ đến nếu ở thành thị, ít khi phải dùng bơi lội các thứ để mưu sinh. Nhưng mà nói thế thôi cũng có những cái việc. Vâng, chào hai mẹ con chị Oanh Bống ạ. Dạ. Rất vui là chị lại theo dõi. Thế thì cái bơi lội là mưu sinh, nhất là đối với trẻ sơ sinh, trẻ con ở miền núi hoặc là ở miền sâu, miền xa hoặc ở nông thôn, là phải gì, lội qua suối, lội qua sông để chăn trâu chăn bò, rồi thì hái rau cắt củi, bắt cua mò tua bắt ốc, thì đấy là công việc mưu sinh. Thậm chí là có khi còn phải đi học, đúng không, vì phải bơi qua sông để đến trường. Thế thì cái việc bơi, thế thì bơi cứ học bơi, con tôi mấy ngày học bơi xong thì để làm gì, chả để làm gì cả, đúng không? Mà phải xuống nước thường xuyên thì nó mới có cái lợi ích được ạ. Giống như bạn tập thể dục ấy, thì hôm nay bạn tập một buổi, xong tháng sau bạn tập một buổi thì không ăn thua. Mà ngày nào bạn cũng nên tập, hoặc nếu không thì bạn phải một tuần 2-3 lần, 3-4 lần chẳng hạn, thì nó phải có cái gọi là đi bơi thì cũng thế thôi. Nếu như đắt quá thì cố gắng một tuần tập một lần. Đi bơi mà dạy bơi cho con, nếu một không đi bơi được thường xuyên thì mùa hè thì ít ra chúng ta trong lúc tắm này chúng ta có thể dạy con được. Thế chẳng có cái gì, học bơi xong rồi biết bơi xong rồi để đấy thì bốn cái chả còn cái gì là vui nữa. Vui với nước không có, khỏe mạnh do nước không có, đúng không? Không đi bơi thì có an toàn không? Không đi bơi thì hầu như là an toàn, nhưng đến khi gặp sự cố thì lại không an toàn, bởi là không biết bơi, lại quên béng mất rồi, đúng không? Hoặc là thế rồi thì cái mưu sinh thì ít gặp, nhưng mà giả sử nếu như là phải làm việc với môi trường nước mà lại không biết thì có phải là thiệt thòi không, đúng không? Thế thì khó nhất là đối với người Việt Nam, khó nhất là kiên trì. Cuộc đời chúng ta sẽ không thay đổi nếu chúng ta cứ chuyển động theo một cái hướng cũ. Đời chỉ thay đổi khi ta thay đổi. Bây giờ ta muốn con ta biết bơi mà bây giờ chẳng, tuổi mẫu giáo chẳng ai dạy bơi cho cả, thì bây giờ chúng ta phải tự dạy. Nếu chúng ta không dạy thì chúng ta phải đợi đến 6-7 tuổi rồi thì chúng ta phải đưa ra cho các thầy giáo thôi. Thế thì trong 7 buổi vừa rồi thì nói chung là e-bơi cũng đã dạy toàn bộ những cái cần thiết để mà cho trẻ học sơ sinh học bơi, mẫu giáo học bơi. Không có gì khó, nhưng mà cái khổ nhất thì lại là kiên trì. Em bơi cũng rất hy vọng là sẽ có ai đó tập rồi thì làm theo, rồi thì chia sẻ kinh nghiệm, thắc mắc khó khăn để em bơi giải đáp. Nhưng 8 buổi rồi không thấy ai nói năng gì hết. Có hai mẹ, hình như là có mẹ mẹ nào nhỉ, có mẹ Thu Hằng thì đúng rồi, còn mẹ nữa cơ, là có gửi cho em bơi cái video là các bé đang nghịch nước. Đấy là những cái bước đầu của tập bơi. Học bơi chả có gì khó đối với trẻ mẫu giáo cả, nhưng cái khó nhất lại chính xuất phát từ bố mẹ. Bây giờ bố mẹ không làm thì chịu, đúng không ạ? Nguyên tắc là nhúng đầu được vào trong nước và kiểm soát được hơi thở, không sợ, không sợ bồng bềnh, xong đó rồi thì tự khua chân khua tay. Thế rồi chìm trong nước bao nhiêu lâu, rồi thì nằm úp sấp như thế nào, nằm thả ngửa ra làm sao, rồi thì là vùng vẫy chân tay nó như thế nào. Đấy, thì nó chỉ có thế thôi. Đối với trẻ bơi mẫu giáo nó không có gì. Đối với trẻ sơ sinh thì cũng thế.
Nhưng mà trẻ sơ sinh thì dễ hơn, bởi vì trẻ sơ sinh thì lại theo bản năng vẫn còn. Còn trẻ mẫu giáo thì chúng ta phải làm từ đầu. Mặc dù thì nó lại có cái thuận tiện hơn là bé đã khỏe mạnh rồi, cơ bắp nó đã tốt hơn bên trẻ sơ sinh rồi. Thế nhưng mà cái khổ nữa là về cái đầu óc thì các bé lại giống như là lơ đãng, các bạn không chịu nghe bố mẹ đâu, các bé cứ chơi thì chơi thôi. Thế thì cái việc của chúng ta là làm thế nào, giống như là tát nước theo mưa, bé chơi đấy thì bây giờ mình nghĩ ra các trò chơi này, bé vừa chơi vừa học. Thì những cái gì mà em ơi đã có thể là gợi ý cho các bố mẹ thì đã có hết trong các bài trước rồi. Thế thì cứ gọi là đang lợi dụng lúc mạng nó không sập thì ta cứ nói. Vậy thì trong cái dạy bơi cho trẻ mẫu giáo này này, chủ yếu rằng là các bố mẹ phải có thời gian cho con tắm hàng ngày, rồi thì nếu mà ra được bể bơi thì càng tốt. Ra ai ở gần biển thì ra biển. Biển người ta có một cái khái niệm giữa tiếp giáp giữa nước và bờ cát ấy, đúng không? Thì chúng ta thấy có một bể bơi rất là to và cái độ sâu người ta gọi là độ sâu không độ, tức là cái mép nước ấy, nó và cát ấy, nó liền với nhau, cho nên là bé chơi ở đó thì giữa cát và nước thì có lúc là cạn, có lúc là nước. Thì ở cái môi trường như thế là bé rất là dễ quen và không sợ nước nữa. Chứ còn ra bể bơi thì tự nhiên là nó có một cái giới hạn nhất định. Nó có một cái giới hạn nhất định, cho nên là phân biệt nhất định giữa bể nơi có nước và nơi không có nước, cho nên là bé nhiều khi là bé rất sợ. Chứ còn bể bơi không độ đấy thì bé cảm giác là bé chơi, bé bốc cát, bé làm cái nọ, bé làm cái kia, xong rồi lúc cái sóng nó đánh vào, sóng lại rút ra, thế là bé cảm giác bé làm quen với nước lúc nào không biết. Nếu các bố mẹ ở biển có điều kiện thì nên dẫn con ra biển thường xuyên. Nhưng mà nhớ trông cẩn thận nhá. Và hai là bố mẹ cũng tắm biển cẩn thận ở những cái nơi mà có thể có dòng cuốn xa bờ. Đấy là một cái tiết mục mà em bơi sẽ tiếp tục để phòng tránh nguy hiểm, thì em bơi sẽ làm tiếp trong các cái buổi của Serie A, cái phần A cho tuổi tiểu học cho lớn hơn. Vậy thì hôm nay là buổi C8, buổi cuối cùng của chương trình dành cho bố mẹ tự dạy trẻ mẫu tuổi mẫu giáo tập bơi. Và xin chúc tất cả các bố mẹ một những ngày hè sót lại vui vẻ và cố gắng tập được gì thì tập. Còn em ơi xin hẹn các bố mẹ tuổi mẫu giáo vào những buổi vào thời gian nào đó nếu các bố mẹ cần. Vậy xin chào tạm biệt, đúng không? Xin chào tạm biệt, hẹn tới năm sau với những nội dung khác. Xin trân trọng cảm ơn.